Chuyện tình yêu của Linh Ngọc Đàm và bạn trai người Đài Loan. Trời, cứu tôi. Anh không cho. Chẳng khác nào những phim ngôn tình trên Douyin. Sau nhiều lần trắc trở trong chuyện tình cảm, Linh Ngọc Đàm hiện đang vô cùng hạnh phúc bên cạnh tình mới là bạn trai người Đài Loan. Bạn trai Linh Ngọc Đàm có tên tiếng Anh là Mark. Anh chàng quê quán ở Đài Loan nhưng hiện đang sinh sống, làm việc tại New York, Mỹ, đồng thời từng là cựu học sinh Đại học New York danh tiếng. Cả hai thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau khiến cho hội FA bảo là không ghen tị thì chắc chắn là nói dối. Mỗi lần lướt các video trên kênh của Linh Ngọc Đàm thì cứ như đang xem phim ngôn tình. Nhà trai cứ phải gọi là cưng chiều nhà gái hết lòng, những hành động cũng đậm chất soái ca. Ví dụ như make up cho bạn gái, theo kịch bản, trên phim bạn trai thường sẽ có phần lóng ngóng. Make up một cách ngô nghê thì ngoài đời cũng y chang vậy. Nhưng cặp đôi này còn bonus cho thêm những hành động véo má, xoa mặt các kiểu, trông thật là đau tim. Hello guys, we're about to go out and my boyfriend is gonna do my make up. I trust you, okay? Yeah, don't trust me. First, you have to do my skincare. Do I tap it? Like the whole face? Những lần đi ăn của cặp đôi này thì cứ phải nói là hằng hà sa số những màn phát cẩu lương. Nào là anh đút em ăn, em không chịu ăn em làm đúng. Thật tội những dân FA. Linh Ngọc Đàm khoe đoạn clip tình cảm với bạn trai bên hồ bơi. Fan hâm mộ đồng loạt trụy tim trước phản ứng hóa học siêu ngọt này. Chuyện yêu đương là của Đàm Tổng, còn rung động là việc của khán giả. Qua những câu chuyện mà Linh Ngọc Đàm chia sẻ, có thể thấy được rằng cô nàng đang yêu đúng người. Bạn trai nữ streamer trước đây còn công khai ghen khi cô tham gia chương trình thực tế và được fan ship với một đồng chí bộ đội. Đến nỗi mà Linh Ngọc Đàm phải lên tiếng mong dân mạng đừng đốt nhà tôi nữa. Có bạn gái vừa xinh vừa giỏi giang, tính cách lại hòa đồng, thân thiện như vậy thì anh chàng không giữ của không được. Hay lần khác, Mark Su còn công khai gọi Linh Ngọc Đàm là boss, gọi vợ xưng chồng đủ hiểu nhà này ai là nóc, ai là cột. Nhiều người cũng cho rằng chính bạn trai là người bắt Linh Ngọc Đàm đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Cô cũng ngầm thừa nhận điều này khiến netizen suýt xoa với sự đáng yêu của cặp đôi. Một số bình luận của độc giả bên dưới bài đăng: hạnh phúc là được. Sau khi trải qua một vài chuyện em biết rằng không có ai là dễ dàng cả, chỉ mong ai cũng luôn hạnh phúc như họ mong đợi. Cuối cùng chị cũng tìm được hạnh phúc, chúc anh chị sớm về chung một nhà. Thích bà này của hiện tại ghê, ham học hỏi, luôn cố gắng và nghiêm túc với công việc của mình. Mình cảm thấy chị ngày càng thăng tiến. Bạn cảm thấy những màn phát cẩu lương của cặp đôi này như thế nào? Cùng chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!